Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục một thử thách của học trò của mình, đó chính là vẽ tặng cho con gái một cái cung hoàng đạo. Hình như đó chính là cung hoàng đạo của con đó. Đó là cung Thiên Yết. Thì Hà cũng không có hay đọc mấy cái truyện về những cái cung hoàng đạo này, nhưng mà vì học trò rất là cố gắng để đạt được cái phần thưởng này nên Hà cũng tìm hiểu rất là nhiều những cái tranh về truyện những cái cung hoàng đạo này. Thì học trò của mình đã gửi cho mình một bức tranh cũng tương tự như vậy nè, nhưng mà mình không có vẽ giống như tranh của họa sĩ mà mình vẽ theo cái cách của riêng mình. Thì đầu tiên mình cũng vẽ chì, rồi mình sẽ ghi lại nét, rồi sau đó tô màu. Dạo này có vẻ là những bức tranh của mình bữa giờ thì hơi có nhiều tông màu tím thì phải ha. Bức tranh này thì mình muốn kể một chút xíu về học trò của mình. Mình rất là ấn tượng với con luôn. Là lúc mà mình vừa vào trường á, thì mình gặp con, con rất là lanh luôn, rất là nhí nhố mà rất là dễ thương. Trò nào ở trường con cũng chơi được hết, kể cả những cái trò của con trai. Con rất là mạnh mẽ, không khác gì những bạn nam ở trường hết á. Lúc đó gặp con á là cũng 7-8 giờ tối gì đó ở trường. Thì lúc đó các thầy cô mỹ thuật đang làm những cái sự kiện, phải ở lại trường rất là tối. Lúc đó gặp con thì con đi lanh quanh ở trường á, mới hỏi là ủa trời tối vậy mà con không sợ hả? Con mới nói là có gì đâu sợ, con quen rồi, con không có sợ gì hết trơn á. Vậy thì cô Hà có sợ không? Cô Hà có sợ không? Mình cũng chọc con, mình cũng nói là trời ơi, cô sợ lắm, cô sợ trời tối lắm luôn á. Nếu mà có đông người thì cô mới dám ở lại trường chứ. Một mình cô không có dám ở đây đâu, cô sợ lắm con ơi. Thì học trò mình mới nói là trời ơi, cô dở quá à, con không sợ hết trơn á. Có mình con cũng chơi ở đây hoài, cái gì đâu mà sợ nè. Thế là hả, con gái dẫn mình đi khắp cái trường luôn. Hôm đó mình vừa vào trường thôi, rất là dễ thương, ấn tượng lắm luôn. Từ lúc đó hả, khi mà ăn cơm hay gì á là con gái cũng chọc mình hết trơn á, cực kỳ ấn tượng với con gái luôn. Thì con học lớp 4 rồi, mình cảm thấy là con đã trưởng thành hơn năm ngoái rất là nhiều. Con biết suy nghĩ cho người này người khác và con đã kiên nhẫn rất là nhiều luôn. Con làm bài rất là cẩn thận, cực kỳ tỉ mỉ, cẩn thận. Chứ cũng không có giống như là mình tưởng là con mạnh mẽ rồi con chọc kẹo bạn này bạn kia, nhưng thật sự là con rất là tình cảm. Thì bức tranh này cô cũng muốn gửi đến cho con gái. Cô mong là con gái vẫn khỏe mạnh, vẫn mạnh mẽ và tiếp tục cố gắng học thật là giỏi nè, và nghĩ cho người này người kia ha. Nhưng mà bị cái là con gái nói chuyện hơi bị giống như bà cụ non á. Suy nghĩ cực kỳ người lớn luôn. Mới lớp 4 thôi mà suy nghĩ rất là chín chắn, rất là người lớn. Nhiều khi mình cũng không có nghĩ như con nữa. Và đây là phần thưởng mà con đã cố gắng đạt được. Cô chúc con như trong ảnh nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những lời tâm sự của mình nhé. Hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo.